Cơn mưa bất chợt buổi sáng cũng không thể cản bước chân của người dân thủ đô sau gần 2 tháng thèm vị phở. Thực khách vui, mà chủ quán cũng mừng vì bếp lò lại ấm. Cho bán ấy là bắt đầu bán luôn. Từ hôm đấy đến hôm nay, lúc đầu thì cũng khách hàng rất là đông, bán không hết việc. Còn bây giờ thì mấy ngày hôm nay thì trở lại bình thường thì cũng tốt bắt, gần khoảng 50%. Cùng chung niềm phấn khởi như chị Thủy, nhưng anh Uyên chia sẻ, khách đến lúc này vẫn khá vắng vẻ, vì hầu như ai cũng đã quen với việc ăn ở nhà hoặc mang cơm theo đi làm. Khi mình mở ra thì khách cũng vẫn ít chấp, thì mình chỉ bán mang về thôi, chưa bán ăn tại chỗ, chắc là chỉ khoảng được 40%. Khách không đông như kỳ vọng, nhiều nơi còn thiếu nhân viên. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hiện cũng chỉ hoạt động với một nửa công suất để đảm bảo phòng dịch Covid-19. Chuỗi salon tóc này chỉ khuyến khích các nhân viên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine đi làm. Dù nhu cầu của người dân những ngày qua là rất cao. Toàn bộ nhân viên của chúng tôi khi mà phục vụ thì đã được tiêm phòng vaccine ít nhất là một mũi. Việc giãn cách trong cửa hàng thì cũng rất là may mắn, chúng tôi có một cái ứng dụng đặt lịch. Thì như mọi người có thể nhìn thấy là trong cửa hàng khá là rộng, nhưng mà cũng không khi nào là khách hàng đến quá đông mà luôn được đảm bảo giãn cách. Cuộc sống bình thường mới đang dần quay trở lại. Niềm vui của người dân thủ đô hiện giờ chỉ giản đơn là được ăn một bát phở hay cắt mái tóc cho gọn gàng. Họ cũng đã quen dần với những nếp sống mới, từ tuân thủ 5K đến quét mã QR để có thể tự bảo vệ mình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19.